Lưu Diệc Phi diện hàng hiệu đi chơi ngoại ô sau đồn đoán bị quay lưng. Mới đây, cộng đồng mạng chiêm ngưỡng loạt ảnh đi ngắm bình minh ở một vùng nông thôn Thanh Bình những ngày đầu thu mà Lưu Diệc Phi chia sẻ trên Weibo. Nhân dịp quốc khánh nước này, diễn viên hiện trong kỳ nghỉ kéo dài một tuần. Trong loạt ảnh, người đẹp khoác trên mình các set đồ sang xịn mịn với phụ kiện túi Louis Vuitton xanh điệu thỏa sức tạo dáng trước ống kính trong không gian thiên nhiên bao trùm. Toàn bộ trang phục và phụ kiện đều là nhãn hàng Louis Vuitton, chỉ có váy xanh họa tiết hoa là của thương hiệu Rissot và đôi giày boots hầm hố là của thương hiệu Stuart Weitzman. Netizen suýt xoa khi cô diện bộ váy xám thanh lịch kết hợp túi hình hộp chữ nhật màu nâu cam. Ngoài ra, cô còn phối kiểu áo đen cổ lọ mix cùng short xám đi cùng phụ kiện túi và mắt kính. Mỹ nhân Cbiz khéo léo kết hợp phong cách vintage xen lẫn style hiện đại trong bộ ảnh hòa mình cùng thiên nhiên này. Trẻ trung như gái U20 với áo thun basic mix cùng váy đen ngắn phối cùng giày thể thao. Nữ đại sứ toàn cầu của nhà mốt Pháp chụp ảnh kết hợp quảng bá khéo những dòng túi LV hợp với giới trẻ đa dạng mẫu mã khác nhau. Đồng hành cùng Lưu Diệc Phi trong loạt ảnh là chó cưng gắn bó với cô 3 năm nay. Thời gian gần đây, Lưu Diệc Phi dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống. Paparazzi nhiều lần bắt gặp cô cùng bạn bè đi mua sắm ra phố dạo chơi. Trái với tin đồn Lưu Diệc Phi bị quay lưng vì mang quốc tịch nước ngoài, diễn viên vẫn xuất hiện đều đặn trên nhiều mặt báo, tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm, dự sự kiện. Lưu Diệc Phi hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu quốc tế. Bên cạnh đó, gu thời trang của Lưu Diệc Phi còn được đánh giá trẻ trung và hiện đại. Diễn viên đều đặn đóng phim, cô đã hoàn tất lồng tiếng cho phim mới Mộng Hoa Lục. Tuy nhiên, tác phẩm chưa hẹn ngày ra mắt khán giả chính thức. Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, người Vũ Hán, Trung Quốc. Năm 15 tuổi, khi trở về Trung Quốc, sinh sống sau 5 năm định cư ở Mỹ. Cô được đặt cách vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất khoa biểu diễn khóa 2002. Từ đó, Diệc Phi vừa học vừa đóng phim ca hát. Trong thời gian học tại trường, người đẹp gây sốt với hàng loạt phim như Kim Phấn Thế Gia, Thần Điêu Đại Hiệp. Sau hơn 15 năm trong làng giải trí, dù diễn xuất gây tranh cãi, cô vẫn là hoa đáng hàng đầu. Với tên tuổi và hình ảnh đẹp trong suốt nhiều năm, Lưu Diệc Phi hiện là ngôi sao được nhiều thương hiệu quốc tế gửi gắm như Adidas, Shiseido, Louis Vuitton, Tissot. Nếu trước đây người ta vẫn coi Song Hye-kyo là báu vật của Hermès và được sánh ngang với kỳ quan mà nhãn hiệu trang sức lâu đời này tìm được, dường như vị trí của bà Song trong tim thương hiệu không thể lung lay. Nhưng vào năm 2020, sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi trong bộ ảnh quảng bá cho trang sức của Hermès khiến dư luận đại lục đảo chiều đôi chút, cho rằng có lẽ Song Hye-kyo giờ đã có địch thủ. Trước đây, khi Lưu Diệc Phi đăng lên Weibo cá nhân bộ ảnh quảng bá sản phẩm của Hermès, cô thu hút cả vạn nút like nhờ nhan sắc vừa đẹp vừa mộng mị khó tả. Đương nhiên, những từ khóa như mơ màng, thiên thần, thần tiên vẫn luôn là từ ngữ để netizen miêu tả nét đẹp xuất thần cùng diện mạo thuần khiết khó tả thành lời. Nổi tiếng bởi những biểu cảm thiếu thuyết phục, kém tự nhiên khi lên phim ảnh, nhưng có lẽ trạng thái biểu cảm tốt nhất của Diệc Phi là khi cô không làm gì. Chính lúc này, sự tự nhiên đơ đơ sẽ khiến những điểm mạnh nhan sắc của cô phát huy hết lợi thế. Quá đẹp, sang trọng và quý phái quá. Đẹp có thua gì Song Hye-kyo đâu, tôi thấy mỗi người một vẻ. Song Hye-kyo giờ có đối thủ rồi. Lưu Diệc Phi đích thị là đại sứ đẹp nhất châu Á, là loạt bình luận từ netizen. Sau Song Hye-kyo, Lưu Diệc Phi chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của Hermès, nhãn hàng trang sức cao cấp 239 năm tuổi của Pháp. Đa số nhận xét rằng, nhan sắc đỉnh cao và thần thái sang trọng quyến rũ của thần tiên tỷ tỷ vô cùng phù hợp với tinh thần của thương hiệu trang sức lâu đời này. Chính vì lẽ ấy, mới nảy sinh vô số tranh luận không điểm dừng từ cư dân mạng, cốt để tìm cho ra ai mới là vị đại sứ xinh đẹp cuốn hút và hấp dẫn hơn. Mặc dù cô có một đặc điểm hình thể gây cản trở khá lớn mỗi khi diện đồ hở vai, đó là bờ vai xuôi hay còn gọi là vai đổ dốc. Nhưng bù lại, Lưu Diệc Phi có vòng 1 và vòng 3 quyến rũ. Nữ diễn viên lại hay tăng cân thất thường, nên mỗi lần như thế, phần thân trên của cô kém thanh thoát hẳn, cũng góp phần làm mất khí chất thần tiên tỷ tỷ mong manh của cô. Nhưng bù lại, Lưu Diệc Phi vẫn thừa sức khiến khán giả đổ cái sầm mỗi khi cô diện những thiết kế ôm sát, khoe ra được vòng 1 và vòng 3 hấp dẫn. Những khi duy trì được cân nặng ổn định, thì vóc dáng của cô quả thực là ước mơ của bao chị em. Dáng người nhỏ nhắn nhưng vòng nào ra vòng nấy, cực kỳ sexy. Bên cạnh đó, nếu để ý, netizen dễ dàng nhận ra Lưu Diệc Phi thường diện blazer đồn vai hoặc các thiết kế form cứng cáp vuông vức để cải thiện khuyết điểm đôi vai. Ngoài ra, cô cũng diện áo cổ lọ tay lỡ giúp phân tán sự chú ý vào cổ thay vì vai.